Cô chào các em đến với tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn lịch sử lớp 9. Về hình thức kiểm tra, các em sẽ kiểm tra theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài, các em sẽ làm bài trong vòng 45 phút. Và nội dung ôn tập như sau. Đó là gồm 4 bài, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 trừ các nội dung tinh giảng. Và phần trọng tâm của từng bài như sau. Ở bài 4 các nước châu Á, phần 2 là mã, một nhỏ sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ở phần này các bạn sẽ trình bày hoàn cảnh đưa đến sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và thứ hai đó là nêu ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là phần trọng tâm của phần hai La Mã bài 4 các nước châu Á. Ở bài 5 các nước Đông Nam Á, phần trọng tâm của bài này là hai La Mã, sự ra đời của tổ chức ASEAN. Ở phần này các bạn sẽ trình bày hoàn cảnh ra đời. Nó có hai ý. Tiếp theo là chúng ta sẽ trình bày phần sự thành lập. Thì các bạn nêu được cái thời gian mà các quốc gia Đông Nam Á thành lập nên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan gồm có 5 thành viên đầu tiên đó là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore Phần 3 là mục tiêu Các bạn sẽ trình bày hai ý Và phần 4 nhỏ đó là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ thì nó có 4 ý Đó là trọng tâm của bài 5 phần 2 La Mã Ở bài 6 các nước châu Phi, phần trọng tâm là ở phần 1 là mã tình hình chung. Ở phần tình hình chung này, đề bài sẽ không hỏi như vậy mà sẽ hỏi là những biến đổi của châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào. Thì các em sẽ trình bày các ý như sau. Đó là nội dung của những biến đổi châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai phần trọng tâm của bài 6. Chúng ta đến với bài 7. Các nước Mỹ Latin. Phần trọng tâm là ở phần 2 La Mã, Cuba, hòn đảo anh hùng. Các em cũng sẽ trình bày các nội dung như sau. Đó là những nội dung chính của phần 2 La Mã, bài 7 các nước Mỹ Latin. Và đây cũng chính là những nội dung trọng tâm của ôn tập kiểm tra giữa học kỳ môn lịch sử khối 9. Các em học bài theo cái nội dung ôn tập và tuần 9 làm kiểm tra có nghĩa là tuần sau. Cô chúc các em ôn tập và làm kiểm tra thật tốt nhé. Chào các em.